Thưa quý vị, trà là một loại thức uống phổ biến trên thế giới, đứng thứ hai chỉ sau nước. Và ngoài ra thì trà còn là một vật phẩm tinh túy thanh khiết mà trời đất ban tặng cho chúng ta. Ngày hôm nay thì xin mời quý vị hãy cùng theo chân Khánh Huyền gặp một người rất là mê trà và am hiểu về trà để cho chúng ta cùng tìm hiểu xem những vùng trà ngon cũng như những loại trà ngon của Việt Nam chúng ta. Ngang dọc đường trà là hành trình 10 năm của tác giả Đỗ Quang Tuấn Hoàng, theo chân những tao nhân mặc khách đi tìm cảnh đẹp, trà ngon để thưởng thức. Theo chân những thương nhân đi khám phá những vùng trà quý để mở mang cơ hội giao thương và chia sẻ của ngon vật lạ với nhiều người. Mỗi trang văn mang đậm chất du ký, vừa phóng khoáng lại vừa chân thật, giúp người đọc, đặc biệt những người yêu trà, hiểu và trân trọng hơn từng vùng đất đã qua, từng dấu chân của những người lữ khách. Xin mời quý vị hãy cùng Khánh Huyền gặp gỡ với nhà báo Tuấn Hoàng. Xin chào anh. Chào quý vị khán giả. Huyền biết là bạn là người rất mê khám phá, đặc biệt là khám phá văn hóa. Còn với trà thì bạn bắt đầu mê nó từ khi nào? Tôi có một cái may mắn là bố tôi thì rất là mê trà. Thì nhà ông mua rất là nhiều trà ngon mang về để uống rồi thưởng thức rồi mời khách khứa mỗi khi đến nhà. Thế nên từ năm khoảng 4-5 tuổi thì bố tôi đã cho tôi ngồi trên lòng để uống trà. Lớn lên thì ông cho mình đi nhiều vùng, ví dụ như lên trên Xuân Mai rồi lên Hòa Bình các thứ thì đấy đều là những cái vùng trà cả. Mình ngấm dần. Bắt đầu mà đam mê thực sự về trà thì có thể nói là năm 1997. Lúc đấy là muốn tìm hiểu về những cái vùng trà của Việt Nam và tại sao trà nó lại ngon như thế. Trong cuốn sách Ngang dọc đường trà này, thì ngay trước chương đầu tiên của bạn thôi là Huyền đã thấy bạn ghi một cái câu nói rằng là đất đẹp sinh trà ngon. Vậy thì cụ thể vùng đất ở đây nó như thế nào thì nó sẽ sinh ra trà ngon? Tôi có thể tự hào là tôi đã đi hết tất cả các vùng trà của Việt Nam. Cứ ở đâu mà nghe nói có trà ngon ấy thì là mình tìm đến để thẩm định nó xem nó có ngon thực sự hay không và nó tại sao nó lại ngon. Cây trà thì nó phù hợp với độ pH từ 4,5 đến 6. Nghĩa là có một câu của dân làm trà là đâu có sim mua ấy đất trà, nghĩa là cứ nhìn thấy ở đâu mà mọc cây sim cây mua thì đấy là thích hợp với cây trà. Bởi vì cái độ chua của đất. Thế nhưng mà trà ngon thực sự ấy thì là phải mọc ở độ cao 1.000m trở lên so với mức nước biển trở lên. Và cái biên độ thời tiết chênh lệch ngày và đêm lớn, nó cũng giống như thể là con người ấy. Có một câu là nhân bất phong xương vị lão tài ấy, thì nếu cây trà cũng thế, nó càng phải xương gió nhiều, nó càng phải gồng mình chống đỡ với cái sự khắc nghiệt nhiều thì nó nội chất của trong cái lá trà nó càng ngon. Thế nên tất cả những cái vùng trà ngon của Việt Nam thì đều là ở trên núi cao cả, của người Mông, người Dao, người Tày, người Thái, người Nùng, ví dụ từ 1.500m đến gần 3.000m, ví dụ như ở suối Giàng, Văn Chấn, Yên Bái, ở Phình Hồ, ở Lũng Phìn, Đồng Văn, Hà Giang và nhất đặc biệt là Vị Xuyên. Vị Xuyên là cả một cái huyện Vị Xuyên của tỉnh Hà Giang, ở đâu cũng có cây trà San Tuyết cổ thụ. Rồi Bà Cò, Mai Châu, Hòa Bình. Trên đất nước chúng ta thì cũng có nhiều vùng miền và trà cũng khác nhau nữa. Đi sâu vào miền Trung hoặc miền Nam hơn nữa thì bạn đã từng đến những vùng nào và khám phá trà ở đó? Miền Trung thì cái vùng Gò Loi của Bình Định trà cũng rất là thú vị. Còn miền Nam thì đặc biệt là Lâm Đồng. Đúng. Lâm Đồng là một trong những cái vựa trà của Việt Nam. Không phải đơn giản mà người Pháp từ năm 1927 người ta đã lập đồn điền trà và người ta làm trà. Nhưng mà ở Lâm Đồng thì cũng có những cây trồng từ thời Pháp mà cũng hơn 100 tuổi rồi. Nhưng mà thích hợp với ở đây thì ở Lâm Đồng thì thích hợp với làm trà ô long hơn. Cái trà nó hay lắm. Ví dụ cùng là vùng đấy, cùng là cây đấy nhưng mà người làm khác thì nó lại ra chất lượng khác. Mùa vụ khác thì nó lại ra chất lượng khác. Thành ra cứ rảnh là phải đi một vòng các cái vùng trà của Việt Nam. Rồi sang bên Vân Nam, sang bên Phong Sa Lì của Lào để đối sánh những cái chất lượng trà. Tại vì cái chóp nón của trà thế giới là ở Phong Sa Lì, Lào, ở Vân Nam, Trung Quốc và Đông Bắc, Tây Bắc của Việt Nam. Thực ra Việt Nam chúng ta có những vùng đất đã vốn nổi tiếng sẵn về việc trồng trà và đã có thương hiệu rồi. Tuy nhiên có một cái nơi nào hoặc một cái vùng miền nào mà bạn vô tình hoặc là bạn cố ý đi chăng nữa bạn đến để bạn tìm hiểu về trà đó và bạn ngạc nhiên rằng tại sao ở đây lại ngon như thế hay không? Ví dụ như ở Phình Hồ, Trạm Tấu của Yên Bái thì tôi đi rất là nhiều cái vùng suối Giàng. Suối Giàng thì là một cái vùng trà rất là nổi tiếng. Cũng nổi tiếng đó. Có một lần ngồi uống trà với một anh bạn, thế anh mới vợ anh ấy ở Trạm Tấu.
Thế là mới hỏi anh ấy là ở trên quê anh ấy thì anh có biết cái vùng trà nào ngon không? Thế xong anh bảo, tại vì mình nói nhiều về trà Suối Giàng, xong anh bảo có một cái vùng trà Phình Hồ ấy là ở ngay cạnh cái chỗ mà cậu hay lên có 20 cây thôi. Thế là mình rất là bất ngờ, tại vì 5 năm trời đi loanh quanh ở chỗ Suối Giàng mà không biết là có một cái vùng Phình Hồ. Đấy, thế là lại ngược lên, cái vùng Phình Hồ cũng là của người Mông, rất là đặc biệt, trà đấy ở đấy rất ngon, không kém gì Suối Giàng cả. Nhưng mà cái buồn của người ta là ở cạnh một cái người nổi tiếng ấy, mà mình mà không biết làm ấy, thì là mình sẽ bị lu mờ. Bạn đi nhiều như vậy, khám phá nhiều vùng đất trồng trà như vậy, thì còn các cái phiên chợ trà nữa. Huyền nghe nói những cái phiên chợ trà cũng thú vị lắm đúng không? Một trong những cái đặc sắc nhất ở Việt Nam ấy là không ở đâu có, là ở Thái Nguyên có những cái phiên chợ trà. Người Thái Nguyên người ta có một câu cửa miệng ấy là 3 cây một chợ, 5 ngày 2 phiên. Nghĩa là 3 km thì có một cái chợ trà, 5 ngày thì có 2 phiên chợ. Ở Thái Nguyên là có 105 cái chợ trà như thế. Mà đến một cái phiên chợ trà thì nó vô cùng thú vị. Nghĩa là người ta có những cái có những cách thử trà rất là đặc sắc, nghĩa là người ta nhúm trà, người ta trò đây, người ta rót nước và đậy này lên. Đấy, chỉ cần hai cái chén như thế thôi. Cái chén, những người đi chợ là chỉ cần hai cái chén là người ta biết là chất lượng trà như thế nào, họ mới quyết định là có mua hay không. Trăm người thì có trăm cách đánh giá khác nhau, nhưng mà tự chung lại là để đánh giá về trà thì có hình, sắc, hương, vị, hình. Nghĩa là có 5 yếu tố. Hình là cái hình của cái búp trà lúc mà sao xong. Xong hương là đến lúc rót nước sôi vào để ngửi cái hương thì cái hương của cái trà đấy. Vị là cái vị của trà. Xong đến hình cuối cùng nữa là cái hình của cái bã trà. Nhìn vào cái bã trà người ta cũng biết là cái người làm trà có giỏi hay không, cái chất trà có tốt hay không. Và mỗi một cái phiên chợ trà đấy thì nghĩa là từ mờ sáng là khoảng 5:30 đã có người đi rồi, ở xa người ta phải đi rồi. Đến khoảng 12 giờ là đến đấy, người ta buôn bán, trao đổi, người ta thẩm định trà, người ta uống trà, mời trà nhau, rồi nói chuyện về trà, bày cho nhau cách làm thế nào cho trà ngon. Mỗi một phiên nó lại có một cái đặc sắc khác nhau, thành ra không đi mãi không biết chán, không cái chợ nào giống cái chợ nào cả. Hèn gì mà bạn loanh quanh 10 năm ở các khu vực trồng trà và các phiên chợ trà mà đến bây giờ Huyền tin là bạn vẫn chưa chán. Nhân tiện đây thì cũng muốn hỏi Hoàng về việc phân biệt các loại trà với nhau như thế nào. Ví dụ như trà san tuyết chẳng hạn. Trà san tuyết thì nó luôn luôn phải có tuyết. Thì ví dụ trà tuyết hẳn thì nghĩa là chỉ một cái búp tuyết trắng như thế này, trắng toát như thế này, người ta gọi là trà tuyết. Đấy là chỉ hái một búp của những cây mà từ 300 tuổi trở lên, so thì nó mới nhiều lông tơ trắng muốt như thế. Còn đâu dưới đấy, ví dụ hái một búp một lá, một búp hai lá thì gọi là trà san tuyết. Còn đâu trà non ấy, nhất là trà Thái Nguyên thì nó rất là nhỏ. Cái búp nó rất là nhỏ, làm xong xoăn vào như là cái móc câu ấy. Trà Ô Long thì vo viên. Nói chung cái cách làm trà ấy thì là có rất nhiều cách. Ví dụ như từ trà san tuyết cổ thụ, người ta có thể đóng thành bánh, có thể nhồi vào quả quýt, có thể nhồi vào trái cổ qua, đúng không? Có thể nhồi vào trong cái ống lam, gọi là trà lam. Người giao áo dài ở trên Vị Xuyên là người ta cứ làm trà xong, người ta nhồi vào cái ống lam, xong người ta gác, nướng xong gác lên gác bếp để dùng quanh năm. Mà cái đấy là nó là vừa là trà ngon vừa là thuốc quý, càng để lâu nó càng quý. Đấy là một cái loại trà mà người nước ngoài rất là thú vị khi đến Việt Nam. Nhưng mà trà mà trong hình thức như vậy thì nó trở thành thuốc trị bệnh gì? Trong trà thì có hơn 300 chất có lợi cho sức khỏe. Nó trị đơn giản nhất là trị bệnh răng miệng, trị bệnh đường ruột, rồi bổ sung dưỡng chất cho cơ thể. Còn đâu nó có thể, nó ví dụ như trong cái mùa dịch này nhé, nó tăng sức đề kháng mà nó có tác dụng là ngăn ngừa cái ung thư rất là tốt. Trong trà thì tính đến thời điểm này là tôi thống kê được là chữa được có 800 bài thuốc chữa bệnh từ trà. Nhưng có một cái điểm này mà Huyền uống trà Huyền hay bị mất ngủ, thì cái điều đấy là theo Hoàng là nó do đâu? Một trong những cái mà làm trà Việt Nam ít tiếp cận được so với công chúng ấy, là cũng như là chị ấy, nghĩa là rất nhiều người là uống bảo chát quá, nó khó ngủ. Nhưng mà đấy là ngày xưa thôi. Ngày xưa nghĩa là mình vẫn làm theo phương pháp truyền thống, nghĩa là cứ sao suốt sao lên thôi, thì nó rất là nhiều tan anh. Cái chính cái chất tan anh nó vừa là cái đặc trưng mà nó cũng vừa là cái sở đoản của trà Việt Nam. Thế nên cách đây khoảng 5 năm thì là trong giới làm trà ở Việt Nam là rất là thú vị, là
người ta học được cái cách, những cái cách làm trà là diệt men, diệt bớt chất chát đi. Thì là để ví dụ người Đài Loan chẳng hạn muốn xuất sang Đài Loan, muốn xuất sang Nhật Bản thì là phải diệt bớt tan anh đi, uống nó chỉ thơm thôi, vẫn ngọt nhưng mà ít chất chát thì người ta mới uống. Thế rồi rồi hồng trà, trà ô long, bây giờ là có trà đen, rất nhiều loại trà mà chị có thể uống mà không bao giờ bị mất ngủ. Hôm nay nghe Tuấn Hoàng nói thì Huyền rất là vui, và hôm nay Huyền sẽ thử lại những cái loại trà mà như bạn nói. Trước mặt Tuấn Hoàng thì Huyền thấy có rất nhiều những cái dụng cụ ở trước mặt bạn, Huyền đang rất tò mò, bạn có thể giới thiệu là đây là loại trà gì và chúng ta sẽ uống như thế nào không? Đây là cái trà tuyết. Trà này đây là trà tuyết đây đúng không? Đây nó có cái búp to và trắng nè. Đúng rồi, chỉ hái đúng một cái búp mà cây này nó từ 300 tuổi đến 500 tuổi, mọc ở huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang. Trà này uống thì rất là ít chất chát, uống rất rất là thơm mát. Cái này Huyền uống được này. Chị uống cái này rất là hợp. Bây giờ thì mình sẽ pha như thế nào gọi là đúng cách đây? Đây, tôi sẽ pha mời chị cái trà uống. Lần đầu tiên chị sẽ thấy trà uống không mất ngủ. Hy vọng như thế. Đầu tiên mình cũng phải tráng cái ấm đúng không? Đầu tiên là tráng ấm chén thì các cụ gọi là để cho nó làm lông, cho nó sạch. Xong bắt đầu đến là đánh thức trà. Đánh thức trà, đúng rồi. Đổ nước vào, trao qua trao lại. Không cần phải để lâu đúng không? Coi như là tráng xong thôi. Xong rót ra ngay. Xong bắt đầu mới rót tiếp nước vào. Thì cái đợt này thì để lâu. Để khoảng, thường thường nếu mà trà xanh, ấy, trà non tuổi thì để khoảng 30 giây là đẹp. Còn đâu trà ô long thì để khoảng 60 giây. Lâu hơn. Là 1 phút. Còn trà tuyết. San tuyết cổ thụ thì phải để đến 1 phút rưỡi đến 3 phút. Thì nó mới, cái nội chất nó mới tiết ra được nhiều. Đủ một bộ đồ trà thì nó có tới gần 30 loại. Tất cả những thứ từ cái chén, cái ấm, rồi cái lau rửa các thứ thì rất là nhiều. Thế nhưng mà cái thú vị ở Việt Nam ấy là nếu mà so với người Nhật Bản thì người ta rất cầu kỳ, người ta có thể làm một tiếng đồng hồ chỉ để uống một chén trà. Đúng rồi, rất là lâu. Nhiều nghi lễ. Đúng. Người Trung Quốc thì rất là thiên về biểu diễn. Ví dụ người ta có thể thi pha trà đẹp, người ta thi đấu trà là tìm hiểu xem trà gì. Người Việt Nam thì đơn giản hơn. Cái ấm trà nó là cái nối kết giữa tình cảm người Việt Nam với nhau. Và cái thú vị nữa là trong các phong tục tập quán ở Việt Nam thì cây trà nó gắn bó với suốt cả một vòng đời con người. Dụ nhất là đặc biệt là những cái lễ cúng trà, nghĩa là người Mông chẳng hạn, người Mông là khi mà trước khi đưa người chết đi chôn là người ta phải thổi khèn làm ma mời cái người chết uống trà. Đấy. Rồi người Thủy thì khi mà chôn xong thì về là người ta phải cúng trà, uống, người ta cúng cho linh hồn 6 chén trà trước khi lên ban thờ. Rồi người Giấy thì trong các cái lễ xuống đồng, rồi trong đám ma, đám cưới thì luôn luôn có trà. Rồi ví dụ thú vị nhất là những cái buổi mà đã đám cưới chẳng hạn, đám cưới thì ông mối của nhà gái đưa dâu đến thì đứng ở cửa, thì ông mối ở nhà trai cũng đứng ở cửa đón, xong hai bên hát với nhau, hát đố về trà. Ví dụ trà này cách làm trà như thế nào, hái ở đâu, rồi uống trà ra làm sao, rất là thú vị. Khi mà Hoàng mua trà tuyết mà người ta nói từ 300 năm đó, thì cái đó là mình nghe và mình tin thôi hay là mình có thể kiểm chứng được khi nhìn vào trà? Cái búp trà ấy, cây càng già ấy, thì tuyết nó càng nhiều. Nói chung về tuổi trà ấy, thì cứ trung bình, tại vì một năm nó sống ở trong khí hậu khắc nghiệt, thành ra một năm cái đường kính của nó chỉ tăng trung bình được khoảng 1 mm. Thế nên cái cây mà đường kính 20 cm thì chắc chắn là phải mình nhìn là mình biết là tầm bao nhiêu tuổi rồi, 100 tuổi rồi. Có cây ở tùa chùa thì nó cao đến 40 m, cao hơn cả mấy cái nhà cao tầng như thế. Thì trèo lên, những người hái trà là những người cực kỳ dũng cảm. Họ cứ không có thang, không có đeo dây gì hết, họ cứ đeo cái gùi hoặc đeo cái túi đằng sau lưng và cứ tay hai tay thì bám, hai chân thì đạp lên cành trà, hái cao tít trên ngút tầng mây như thế và đứng chõi chân hái trà. Thành ra tôi luôn khuyến khích mọi người là trải nghiệm về những cái vùng trà,
Tại tôi dẫn rất nhiều người về những cái vùng trà để trải nghiệm xem đấy, bảo tại sao nó quý, tại sao trà Sam Tuyết nó là một cái nguồn gen quý của Việt Nam. Thì phải đưa người ta đi, người ta thấy đấy, người ở trên miền núi người ta giữ cây trà như thế nào, người ta chế biến trà ra làm sao, và nguyên cái chuyện cứ thử trèo lên hái được một búp trà mà uống xem là thì sẽ thấy là cực kỳ công phu và khổ sở. Và còn điều này nữa là phân biệt làm sao để biết được trà này là trà sạch. Trà mà tốt, không có thuốc thì là cái hương nó không bốc sực nức lên, nó không dậy lên ngay lập tức nếu như là những cái người ta cho cái hương liệu hóa học vào. Hoặc là vị nó thuần hậu, đằm sâu, u nhã, chứ nó không là ngọt sắc như là đường hóa học. Còn đâu ví dụ nhìn chén trà pha ra thì không thấy nó có cái vẩn đục. Nước nó phải trong. Kiểu gì thì kiểu nước cũng phải trong. Thì càng vẩn đục thì chứng tỏ là cái cách làm, hoặc là người ta trộn hương liệu trộn hóa chất vào, hoặc là cái trong quá trình làm cái nhà xưởng không được sạch sẽ thì nó rất là nhiều bẩn. Bây giờ có lẽ là đến lúc chúng ta thưởng được trà này rồi. Đúng không? Bạn cũng có nhiều cái ly như vậy, tại sao vậy? Tôi có một cái thú là tôi không thích cái gì lặp lại cả. Nhà tôi là có khoảng 300 cái ấm. Chén thì nhiều lắm, chén thì có khoảng cả nghìn cái. Thế nghĩa là không mỗi một buổi uống trà thì không cái nào giống cái nào cả. Cái đấy cũng là một điều mình tự tạo ra cái thú vui đấy. Cũng là một cái niềm vui. Công nhận nước trong thật đấy nha. Tức là khi mà rót ra thì chúng ta phải rót vào một cái nó gọi là trung chuyển đúng không? Qua một cái chạm trung chuyển khác. Cái này gọi là chén tống. Chén cái tống này thì gọi là chén quân. Còn cái này là cái quả bầu nậm lọc cắt ra xong khâu một cái lớp ở dưới để nó lọc cái vụn ấy. Cái vụn để nó không rơi xuống dưới. Không thể tránh khỏi, để nhìn thì cho cái chén trà nó không bẩn, nhìn nó đẹp hơn. Chứ còn nó không phải là bẩn, nhưng mà cái mày của cái cám của cái búp trà để cho nó đẹp. Uống từ cái trà vị xuyên. Wow, công nhận nước trong veo luôn. Và màu thì xanh vàng, hơi vàng vàng. Mùi rất là thơm ha. Không quá chát. Thực ra Huyền là người uống trà không dành, cho nên là Huyền thích trà này. Hay là đây là trà ngon thì nó như thế này. Huyền không thấy chát nhiều. Huyền thấy uống vào nó thanh, nhẹ, và nó có cái vị ngọt hậu. Không biết là quý vị khán giả cảm thấy thế nào, nhưng mà Huyền là người may mắn ngày hôm nay khi được Tuấn Hoàng mời uống trà. Đây là lần uống trà Huyền cảm thấy dễ chịu nhất từ trước đến nay.